nhã ê chị. Mình em lặng lẽ lê thê ngày dài. Mong chờ gì nữa, ngày mai duyên kia đứt gánh mà tương lai còn gì. Hồi nãy làm thơ về tình yêu nó gọi là xa xăm, nó nhiều ý tưởng để chúng ta lấy quá để gieo vô. Bây giờ mình đi vào chủ đề chi tiết. Chi tiết ngày hôm nay sẽ là miêu tả một trong hai con vật này. Dạ. Con hà mã hoặc là con chim giận dữ. Con chim giận dữ. Nhưng mà hồi nãy đội nào đi trước là đã chậm đề tài luôn rồi. Vâng, bây giờ chúng ta là chim xăm con si. Mình chim xăm. Mình người lớn rồi, mình chơi chim xăm. Chỉ có người lớn mới thích chim xăm mà thôi. Hai. Ok. Hai ba. Thôi thua. Thua nữa hả? Chim giận dữ đi. Con chim giận dữ. Mới bắt đầu vô mình thả một câu nhẹ nhàng cho người ta biết cái mình thơ sao liền. Con chim, con chiểm, con chìm. Người ta biết mình là cái gì liền. Thơ dữ là không có được đâu. Ơ tôi cũng vui với bộ rồi đó. Con chim, con chìm, con chìm. Câu đáp lại luôn đúng rồi. Con gì mày tính con gì? Gậy ta. Đó gậy ta. Chim kia ngự ở trên cày. Dạ. Ba. Giờ sao? Đi đi, con chim giận dữ màu hồng. Nó bị chảo quá à. Ai ok, con chim giận dữ mơ màng. Đấy, vô vậy. Con chim giận dữ mơ màng. Số tài không có. Mỏ vàng xinh xinh. Nè, mỏ vàng. Rồi. Vô. Người ta tả là miêu tả thật. Con chim giận dữ mơ màng. Con chim giận dữ mơ màng. Lỗ tai không có. Mỏ vàng xinh xinh xinh. Không có mỏ vàng. Không có gì. Chim đậu tay mình. À, có được không? Ước gì chim đậu tay mình. Được. Ước gì chim sinh nên rất thông minh. Chim sinh nên rất thông minh. Cho anh ta hai chữ sinh mà mày sinh nữa là thấy dở rồi đó. Ờ. Chim à. Đừng nghe lời đối bạn. Ta hai chữ sinh rồi mình sinh nữa là mình dở rồi đó. Đúng rồi, đồng ý rồi. Đấy không à. Chim ngoan. Chim ngoan đi. Chim ngoan. Và rất thông minh. Mình thương mình cưỡi nên mình chim ngoan. Mình thương mình cưỡi. Bỏ xèo vào chơi. Tin phải cho mình. Nó vẫn cái bằng chắc cũng được mà. Mình thương. Đâu sao đâu. Mình cưỡi lên mình con chim. Cái câu cuối nó hơi bị chọi chọi sao á. Con chim giận dữ mơ màng. Lỗ tai không có. Mỏ vàng xinh xinh. Chim ngoan và rất thông minh. Mình thương mình cưỡi lên mình con chim. Đó, nổi lên kìa. Ok. Mình lại cho quá tả thực. Thôi kệ, tới mình. Tới mình. Câu cuối. Chim kia bỗng chợt liêm diêm. Không phải. Liêm diêm là cái chữ E đúng không? Hả? Liêm diêm là ông E. Trời ơi. Quên. Con chim. Chim kia luôn ở trong tim. Chim kia bỗng nhói trong tim. Chim kia bỗng nhói trong tim đi. Này là hơi bị dở rồi đó. Trời ơi, tôi cái câu kia dở đó. Câu chị cũng đâu có được hay. Nó đâu, nó quạo, nó im một mình. Nó quạo đi một mình hả? Nó đâu, nó quạo, nó im một mình. Vâng, in hơi bị, vật kiểu mình xài hơi bị nhiều nha. Mình rồi mà chị làm mình hoài vậy. Ủa đâu có cấm đâu. Tân với lại Tâm đọc đi. Đọc đi. Rồi. Con chim giận dữ mơ màng. Lỗ tai không có, mỏ vàng xinh xinh. Chim ngoan và rất thông minh. Mình thương mình cưỡi lên mình con chim. Chim kia bỗng nhói trong tim. Câu đó là dở rồi đó. Còn quá dở luôn. Nó đâu, nó giận người im một mình. Hết thời. Cái bài này về mặt kỹ thuật cả hai bộ không sai. Mỗi bên đều bám của nhau đều làm tốt. Mà riêng về ý nghĩa này không nhận là tốt. Được một điểm. Một điểm mình phấn khích. Trước khi đến phần lật mặt á, chúng ta cứ trao huy chương đồ này kia cho nó xong xuôi này kia nọ rồi. Miko là quyền đội trưởng ngày hôm nay, đội trưởng bù nhìn trong vài phút đầu nên hôm nay Miko sẽ dùng cái danh dự là trao lại huy chương cho khách mời mà thắng cuộc, đó chính là bạn Tân Trê. Chúc mừng bạn Tân Trê. Rồi. Và với chiếc huy chương này, bạn có thể quay lại với biệt đội sao chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chào đón bạn. Lần đầu tiên những huy chương vàng á trời, sung sướng dễ sợ. Bây giờ Tân chọn luôn đội trưởng cho tập sau đi. Được phép hả? Được phép. Dạ. Không có thời gian nhiều nữa. Chọn đội trưởng thôi mà, có gì đâu. Em xin phép được chọn chị Cát Tường làm đội trưởng. Yeah. Đúng rồi. Ở trên tay tôi là phong bì phần thưởng của nhóm chúng ta sẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bắt điệp viên.
Thì bây giờ rồi bạn thắng rồi bạn rồi ơi. Bạn thắng trước đi. Bạn Miko bình luận trước đi. Miko hôm nay chơi rất là tập trung nên không có biết ai là mà điệp viên, nhưng mà Miko có cảm giác là điệp viên nằm trong đội thua. À. Qua cái vẽ thì em có chút nghi ngờ với chị Tường, tại vì cái khuôn mặt của chị nó gian theo cái kiểu điệp viên bình thường. Nhưng mà bị một cái là giữa không hai đúng được cái gì đâu, tại vì hai người này không có sự ăn ý đúng nên cái khâu chính giữa là đã không vẽ được, nên chị không thể nào chị đoán được. Chị đoán được thì nó lộ liễu quá. Thì thôi em nhường phần nói lại cho mọi người nên em chỉ nói tới đây thôi. Cuối cùng là em mình được chọn ai? Em nghĩ chị. Ủa vậy hả? Em nghĩ điệp viên chỉ có một trong hai người, đó là chị Tường hoặc Bazo. Cô đáng hình lúc mà em đưa cái bảng lại cho chị, em thấy được ánh mắt kia thì tức giận. Đúng, chánh cái ánh mắt đấy. Đúng. Sao? Cái con này nó dễ xấu quá. Dễ bớ một cái mình cũng có thể nói được, mà nó dễ xấu, dễ lạc đà quá. Đúng. Thể nói được. Càng kia đó ngon thằng lằn mà nó vẽ bốn cái bằng cái bốn cái hình ô vuông vậy, chị đó đoán con gì? Con nó. Mặc dù chị Cát Tường biết cái đó là con thằng lằn nhưng không phải là đó sao nói tự nhiên vậy? Nói là không biết điệp viên sao? Không vậy đó, em luôn. Rồi giờ tới anh Tân nè, anh Tân nghĩ là ai? Tân thì chỉ hai người thôi, Bách Vô và Cát Tường. Vậy là đó một người rồi, hai mình người. Nhận nhau chốt lại, chốt lại. Mình suy nghĩ là những gì cho mình nhìn nhận được đúng không? Là em suy nghĩ em cũng là nghĩ là chị Cát Tường. Trong cái dòng vẽ đó thì có nghĩa là chị rất muốn là toán nhưng mà tại vì đồng đội của chị vẽ không được. Tuy nói là chị rất bực và chị rất tức. Cho nên là mỗi lần mà tới lượt em nhảy em vẽ đó, chị kêu em mày lên đi, đi lên đi, đi lên đi. Tất cả là dù em không cho em xuống, mặc dù em xuống không làm gì hết. Cho nên là em nghĩ là chị Tường có vẻ hơi cây cú thì cái vụ mày biết mà không nói được. Rồi tới bây giờ với một kinh nghiệm tham gia biệt đội A6 suốt 2 năm trời qua của em thì em không dám nói là chị Cát Tường, nhưng trong lòng em đã suy nghĩ là như vậy. Ngay từ khi mà sắp xếp cái người là người đoán và cái người chơi á, cho nó nhảy đi. Anh Tả dễ đoán lắm em ơi, với cái sự thông minh của anh đó. Thì cái việc mà sắp xếp là ai đoán và ai nhảy á, khi đó chị Tường đoán thì mình nghĩ là có thể là chị Tường, tại vì mình thì chắc chắn không phải điệp viên rồi. Một điều nữa, nếu như mà ở đây bạn mình là một người điệp viên chẳng hạn thì bạn ấy những gì mình tả có xấu chút xíu đi nữa thì bạn cũng tương đối dễ hiểu để vẽ ra. Bạn vẽ xấu quá, bạn không có thể nào tải được. Nói chung là em không muốn nói là chị Tường đâu, nhưng trong lòng em vẫn nghĩ chị Tường. Được. Rồi. Còn không biết Tâm sao, có thể là chưa có kinh nghiệm nhiều với việc đổi xấu hay sao, nhưng mà Tâm nghĩ là một là Lan Trinh, hai là Sĩ Thanh. Tại thấy hai người giỏi quá đúng không? Không. Một là thấy là bên này quá nhoi, hai là thấy Sĩ Thanh quá im. Rất là phân vân, là không biết là bởi vì phong cách hay là do là có cái gì đó che giấu bên trong mà im. Có thể là Sĩ Thanh. Nhưng mà rất là nghi ngờ là Sĩ Thanh từ đầu đến giờ, tại vì thấy mọi thứ rất là im, không có gì tham gia vô hết trơn. Trời, người ta làm thơ tan nát vậy mà không tham gia. Nhưng mà kiểu mà người ta cứ đùng tới đông lùi, lâu chọt đường câu đi thôi. Nhưng mỗi lần ta chọn câu ý nghĩa, câu đúng, câu đàng hoàng. Chị cũng nghĩ là Sĩ Thanh. Tại vì á, tôi không phục, tôi ngồi thấy mồ, tại vì điệp viên chỗ này chỉ có ở cái vòng đoán thôi, vẽ hình và đoán thôi. Chứ điệp viên đào làm thơ là không điệp viên được rồi, đúng không? Câu kia thì nhiều khi nhanh lắm có 5 giây à, mình có biết mà điệp hai bạn không mình nhớ biết, được cũng không được. Kịp là chỉ có cái vòng vẽ hình và đoán thôi. Thì mình rất là không phục lý do tại sao mà vẽ cái gì mà Lan Trinh là do ăn gian, Tân Trề là do ăn gian, tại vì nó nhép miệng nó nói à. Sĩ Thanh có thể đoán được đó là con cấu trúc, trong khi là bà Lan Trinh mới vẽ con cây dừa, ăn cái dừa không đem. Thôi nha thôi ăn mừng một cái con nào. Yeah! Nhìn vô rõ ràng cái cây dừa. Ai cũng nhìn là cây dừa hết á. Cây dừa, cái tre thì nó phải cao vậy nè. Là trăm đốt rồi đó, đốt rồi. Có đốt mà. Mà vẽ cây dừa. Em coi là con mắt. Bên này đoán là được con mắt của nó mà. Con mắt nó đen là con gấu cái gì nữa. Đen có một con à. Nó không thể nào mà đoán là được con trúc được hết trơn á. Thì bởi người ta nói người thông minh suy nghĩ. Rồi thì thông minh. Đoán. Em không muốn nói chị Cát Tường đâu, trong lòng em nghĩ chị Cát Tường. Phải vào không Thanh? Hả? Che đừng cho con thấy. Cho coi nha. 20 giây. Có khi nào là Sĩ Thanh gắt nha. Và bây giờ kết quả của từng người. Sĩ Thanh. Ừ, Tâm cũng là Sĩ Thanh. Tiền chia nhiều quá. Ừ, Dô ạ. Bà Dô. Cát Tường.
Bazo đấy. Bazo rồi, dám Bazo lắm. Bazo à? Bazo. Tất cả mọi người biết ai là điệp viên ngày hôm nay? Ông biết hả? Đâu mà? Điệp viên của chúng ta ngày hôm nay là chạm tay vào đây đi cưng. Hai chị em vào đó. Nghe thằng này lắm rồi. Chị kia em chạm vô nhưng không lấy con mình em mà chị ơi, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn các bạn. Ôi không, trên à. Không, tôi cảm thấy bị phản bội. Cuộc sống này nên tin tưởng nhau chứ các bạn à. Tôi cảm thấy phản bội, lòng tin. Tôi còn biết tin vào gì nữa. Chắc mình biết 2 tờ 500 là 1 triệu chứ hả? Ôi, cuộc sống này vốn vui vẻ làm sao khi có 1 triệu trong người nhỉ? Bạn đã xử lý như thế nào để qua mặt chúng tôi nè? Thiệt luôn hả? Điệp viên luôn. Trời trời trời. Cũng tin luôn á. Mới tham gia lần đầu tiên cho tôi làm điệp viên chạy. Thôi kệ, ráng cố gắng rồi biết sao giờ. Cái vòng thứ hai là cái vòng nhảy á, nhảy vô là anh biết cái độ nước trước phải không? Chính xác là biết cái độ nước. Khi mà biết đưa cái nước vô á là sẽ biết suy nghĩ là sẽ đổ vô cái bong bóng. Là mà nãy giờ mọi người chỉ đi kiên quan là đổ chai nước vô cái bong bóng nhưng không biết được là bên ban tổ chức có kêu là nếu mà cái bóng nó rất nhẹ thì lấy bong bóng quấn vô nắp chai, quăng nguyên cái chai nó sẽ độ nặng sẽ có nặng hơn. Mọi người nãy giờ quên mất cái chi tiết là cầm cái chai nhưng mà nói cái chai được bong bóng không hả? Cho nên là Tân rất mừng nhưng là đầu lãng quên cái vấn đề đó. Nhưng mà với cái vòng cuối là cái vòng mà ngồi đoán cái sự sắp xếp chỗ ngồi của các bạn có cái gì đó liên quan không? Không, tất cả là do bạn Miko Lan Chinh mới chỉ thôi. Rồi, nói chung là đội bạn á, đội điệp viên hay, cho bạn quay trở lại vậy đi. Không có giờ, mà cái này chứng. Rồi, thì mình ăn vậy đi. Đây là phần ăn đạm bạc của đội thua. À, chị Thương à? Mà mấy bạn, mình vô uống kia không? Mình ăn lẩu rồi nha. Chứ đã tay cũng kỳ thì... Tân ơi, lấy triệu mình mua thêm đồ ăn ăn không Tân? Ông qua đây hưởng đi nha. Mặc cho người ta tranh luận bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, 2 năm kinh nghiệm rồi. Trong đó tôi lần đầu tiên xuất hiện thôi. Rất dễ dàng, không còn gì để nói nữa. 1 triệu. Trời ơi, sung sướng hôm nay được ăn buffet. Còn cái mỏ ở đây là cái mỏ đó là đường nước. Hai cái chữ lại cái bánh. Chị quay thì nói sơ mà em biết. Này á. Tự lấy à. Anh, nãy giờ là mình ở đây mình chờ cũng hơi bị lâu lâu rồi đúng không? Không sao đâu. Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Mấy cái đứa đó mà làm cho mình trễ giờ giữa cái trời nắng như thế này phải chờ nó thì kiểu gì à, lát họ cũng có một cái đứa bị cái cây lên đầu. Chắc chắn là rồi. Bây giờ bắt mình đợi anh em mình mồ hôi nhễ nhại, tốn kém sức lực của mình thì một lát mình phải hành hạ nó sao để mà nó bù đắp lại những gì mà nãy giờ anh em mình chờ đợi. Sao nhìn mặt em hiền mẻ mát quá vậy nè? Thực ra thì bên ngoài sẽ không nói là được nhiều gì non. Ê, đâu. Bắn kinh khủng. Lập trung. Cái đội bây giờ còn có 4 đứa mà nó lì khủng khiếp luôn vậy đó. Sao vậy chị? Bà lên trên này nè, ngồi ở ngoài bìa thì phải xuống trước chứ. Mong ngủ, được ngủ thêm năm. Tới nơi rồi kêu xuống chơi cho ngủ. Rồi. Đáng lẽ kia là cái mời đeo mặt nạ kìa. Ủa mày con. Khách mời dạo này của chúng ta là đầu tư phục trang dữ lắm nha. Cameo khách mời thôi. Wow. Bạn là khách mời sao vậy? Tại sao bữa nay là khách mời không có núp gì hay ha, làm gì để mà mình mời ra mà tự nhiên ra luôn vậy? Tại sao khách mời lại lộn mèo ra đây mà không đi bình thường? Dạ, đáng tiếc là em không phải là khách mời. Thường tự nhiên lộn ra đây chi? Đây ta đang ghi hình bị đổi xáo, em lộn ra đây chi? Vậy thế em lộn ra hả? Thôi thôi, nhưng mà em làm nghề gì? Em là diễn viên múa dẻo hả? Vâng, em là diễn viên múa dẻo. Thì như ra là bố anh chị thịt mắt lại để đón khách mời.
Ủa vậy hôm nay tôi làm đội trưởng được ít lợi gì đâu trời. Đúng rồi. Chị Bù Nhìn. Anh ơi, tụi nó bịt mắt rồi. Bịt gì? Nghiêm. Và bây giờ chúng ta quay tứ phương để chờ đón khách mời. Vui vẻ, thấy đeo một mắt này là buồn ngủ. Gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Nhà trò gì nữa vậy? Mọi người đừng có manh động. Tôi là đội trưởng. Ê, đội trưởng nè, đội trưởng có... Ủa, cũng là bạn nãy hả? Ê, đội trưởng nhỏ nhắn lắm đó mọi người ơi. Ê, khách mời nhỏ nhắn lắm. Đó, khách mời bự cho bá lửa đó chị. Đâu cho rồi, à, khách mời, khách mời là bận đầu siêu nhân nè. Ôi, ướt quá à. Khách mời hãy cho tụi tôi biết một cái dữ kiện nào đó về khách mời. Xíu để tụi tôi đoán đi. Nghệ thuật. Nói như không nói biết vậy bà. Biết rồi, siêu nhân nè. Giọng giống quá. Siêu nhân á. Siêu nhân á. Con trai. Siêu nhân á. MC vậy? Trời, cái tay bự lắm mọi người ơi. Tay mập lắm thiệt đâu. Đưa tôi rờ coi. Cô gái nhiều khi là cô Hoàng Oanh quá. Trời ơi, bình từ lưa vậy. Diễn viên. Một trai một gái. Bây giờ vậy nè, vậy nè. Bạn phải cho tôi biết là bạn tham gia một bộ phim nào điển hình của bạn thì tôi sẽ đoán ra được. À. Biết em mà sao đoán cha? Dài. Thì đoán đi, người ta dò mò mò là cũng được mà. Mình quen nhau lắm đó. Ơ, cái giọng này giống Hoàng Oanh quá. Thôi bạn nữ bạn cho tôi. Tay cái chân đồ. Tự coi. Không, mình biết là cái người thon hay người không thon phải không? Nói chung là bất khả xâm phạm đó. Không, cái tay đàn ông mà đừng có đưa hoài. Bà mập lắm bà ơi, bà không. Bây giờ cuối cùng là ai? Không, giọng không phải Hoàng Anh. Cái giọng này giọng nam quá. Bây giờ đoán sai là quất nè. Khoan, bây giờ cho tôi một câu hỏi duy nhất. Và cuối cùng muốn phạt tôi ra sao thì phạt. Các bạn đã từng tham gia trong chương trình Biệt Đội sao chưa? Dài. Dài. Ê, cái giọng nữ kia giống Diệp Bảo Ngọc không? Yeah, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giỏi, chị Thanh anh giỏi. Rồi, giọng ông đàn ông kìa. Đàn ông là có chơi chưa? Chơi, chơi rồi. Chơi rồi, giống Hoàng Mập quá má ơi. Không phải. Mà hồi nãy giờ tôi chưa ông được rồi. Ông Mập nè, Mập nè là chị tôi có. Tôi chưa được rồi, Gia Bảo nè, Hoàng Mập nè. Trời ơi, cái gì vậy? Chắc anh, chắc có anh nào lại anh Bin á. Quang Miêu. Quang mèo, quang mèo, quang mèo. Anh. Hả? Đây. Cái nhà nó nằm xuống đó. Đúng rồi đó. Mình chưa được mở mắt nữa hả? Đâu lắm đó. Chưa. Thôi mở mắt ra đi. Ra đi, ra đi. Ây da, trời. Trời. Rồi, bây giờ khách mời nam là ai chị? Chơi rồi nha, chơi rồi. Đóng sai nha. Ê, chơi rồi nha. Thí dụ mở ra mà không phải là bị quất lại nha. Bao nhiêu cẩm được hết á. Điểm lại mấy đứa chơi rồi coi. Chơi chưa? Chơi bị đổi xấu chưa? Chơi rồi. Cái giọng này kiểu sân khấu. Không. Cái tướng. Không, Sơn Ngọc Minh bự bè hơn. Sơn Ngọc Minh. Mệt quá. Bên này nè. Lên lên lên. Cái này quá. Cái này băng rỡ quá. Băng rỡ quá. Không thiện nam tính nữ chị ơi. Cưng cười một cách giọng thiệt của cưng đi. Giọng nó mang cá lắm. Giọng mất nó thiệt. Bé đánh anh tiếp đi. Thua rồi. Rồi bà Tường lên. Dương Lâm đúng không? Em sợ quá chị ơi. Nè chị đoán Dương Lâm. Dương Lâm nó nói lấy vợ rồi. Nó đâu có thua thiệt cái gì được. Khánh à. Nghe nè. Nói cái này nè. Làm bây giờ. Đau không? Đau không? Sao không đau? Nó tụi quýnh hình thế. À. Em không đoán ra. Tụi quýnh bất ngờ mà đâu có biết. Cái gì vậy? Cái gì? Được rồi. Ai vậy? Cái gì? Thua. Ai thua? Phải có gợi ý nó đàng hoàng. Bạn bè quá thân với nhau mà đối xử với nhau vậy á. Bạn bè thân với nhau hả? Mất dạy quá. Quang Bảo hả? Mất dạy quá. Không thể nào là Quang Bảo được. Nó là Quang Bảo thì xỉu. Nó là Quang Bảo rồi mà không chịu. Ủa mà Lan trên em mới đúng là bị phạt đó. Em đã ngủ với nó rồi mà em không đánh. Anh ơi em xin lỗi anh. Không có qua gì đâu cái em. Thân hình của anh em không thể nào biết được.
nhớ không lầm á, cái sự xuất hiện của Diệp Võ Ngọc và Quang Bảo có một điều nó sai sai. Tại vì Quang Bảo á đã tham gia những số đầu tiên của Biệt Đội 6 mà lần đó là thua. Lên 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 lên. Xin mời. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Nó thương mà. Vui luôn em. Vui, em thấy vui. Vui quá chị ơi. Ê nè, đây là giải thích tất cả. Để tôi đọc. Thư tay Bảo. Trời ơi, viết dài vậy. Ngày buồn tháng quặn năm đâu. Hôm nay nhờ Facebook nhắc lại mà tôi biết được là vào ngày này năm trước, tôi, người yêu cũ quốc dân, đã nhận được lời mời tham gia vào Biệt Đội 6. Tôi đã rất háo hức, hồ hởi tham gia với tất cả sự ngây thơ hồn nhiên trong trắng vô tư nhất. Nhưng tôi đâu ngờ, với sự sắp xếp của một bàn tay vô hình nào đó, mà tôi và những người đồng đội của mình là Cát Tường và Sĩ Danh đã thua cuộc trong tức tưởi. Vì vậy cho nên hôm nay tôi làm đơn này, mong chương trình sắp xếp cho tôi được một lần nữa tham gia, để tôi có thể làm tìm được sự bình yên trở lại cho con tim đang rỉ máu của mình. Hay là tôi sẽ được trả thù và lật mặt được bàn tay vô hình nào đó đã thao túng chương trình. Ủa mà Ngọc, lần trước là em thắng hay thua ta? Thắng mới được quay lại chứ. Đại diện cho đội trưởng Lan Trinh xin được trao cái huân chương chiến thắng cho khách mời, vì đã được ăn chứ không phải được thắng nha. Vì khách mời này đã được, ăn với chị bác được điềm nhiên đã được mà. Ăn và em có thể quay trở lại chương trình Biệt Đội 6 bất kỳ lúc nào em muốn. Lần đó em tham gia chung đội với ai? Thật ra thì lần trước là em tham gia chung đội với Petro, nhưng mà có thể lần này em sẽ không chọn Petro. Bởi vì vậy là em không có quyền lựa chọn khác, bởi vì anh là thành viên nam duy nhất ở trong cái bộ bốn này. Em bắt buộc phải chọn anh. Ê, nói vậy là phân biệt nam nữ đúng không? Mình là bình đẳng với nhau. Tức là bây giờ cuộc chơi có kể cả có ba nữ và hai nam. Bình thường, không cần phân chia. Đi này mát mẻ, tính cho thi bún cung mà. Cả bánh đũa em cũng chơi được mà. Hai anh em tôi đã có những cái trò chơi rất là nhẹ nhàng dành cho thử sức dành đúng cho các bạn. Tôi nghe đồn là sẽ có một cái gì đó liên quan tới cái phần mà dài. Cho nên là tôi có một cái thước dây ở đây để tôi đo cái chuẩn nào nó sẽ phù hợp với đội của tôi. Mọi người muốn biết là mình có thể dài được bao nhiêu? Thì mời mọi người chúng ta dàn bốn hàng ngang ra đây. Bốn hàng ngang là sao ba? Là mỗi người một hàng á. Chúng ta sẽ đo thử thách dài bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng tư thế soạn giọng. Mọi người có biết soạn giọng là gì không? Biết rồi, sao nữa? Thì soạn đi, coi ai dài nhất. Từ từ. Chết chưa? Từ từ nha. Thành, Ngọc, cầm giùm cái dây này đi. Đó, đo nha. Rồi. Ây da, trời ơi, 1m9 luôn. Ok. 1m9 luôn. Xí Thanh, Ngọc tiếp tục, Ngọc. Rồi, quanh kia đi. Bây giờ bao nhiêu? Gương nữa coi. Cái gì mà có mét 76 vậy? Ờ, mét 8 rồi, gương nữa. Gương nữa. Mét 8, mét 86. Cũng được, cũng okay. Được. Ví dụ cái này tôi miễn nhiễm được không? Không có. Nhưng em dài nhất mà biết luôn. Ừ. Mà em đâu có khả năng em sạc như vậy. Sạc thử đi. Ừ, được rồi. Đo, Ngọc ơi. Ngon. Đo nè. Ngon, từ từ. Bà con, kỹ vô. Từ từ, cái dây mình sẵn quá. Ủa sao? Cái dừng nó hẹn. Để xuống. Wow, ngày hôm nay. Đào quá Bảo. Chúng ta mới biết được rằng. Mới biết được một điều là làm baso. Ngắn hơn Sĩ Thanh nữa. Còn mét 83 hả? Dữ vậy? Chúng ta có chút xíu mà mét 83. Mét 86 nè. Chơi đi chị. Chị. Mời chị. Chết tiệt. Ôi dài sao trời. Không sao đâu, dài không có lo gì hết trơn á. Trời ơi, có mét mẹ mấy vậy? Đâu rồi, thằng Giang này mét 83. Đây nè, đúng rồi. Cái mũi dân này đúng rồi. Thôi mét 85, 1m86. Chị bằng Sĩ Thanh đó, chúc mừng chị. Yeah. Chứng tỏ người dài nhất là người ngắn nhất hả? Đúng rồi. Cho tôi coi cái thai dài của Bảo chút xíu được không? Được. Nếu mà Quang Bảo thua Basu thì Quang Bảo phải hít đất 25 cái. Wow. Ok. Chuyện nhỏ đó với Bảo mà. Chị thua nhỏ. Nữa cái tao vui coi. Trời ơi. Còn nếu mà Bảo thắng thì sao? Nếu Bảo thắng thì sao? Nếu mà Bảo thắng, Basu hít đất 30 cái. Trời ơi. Bạn quên rồi. Trời ơi. Bạn quên Bảo dẻo như thế nào rồi. À. Kệ nó lâu ngày sao? Giữ hết cỡ chưa? Xong chưa? Cái này tôi đi. Rách quần một cái là không có gì để chơi. Thấy chưa?
Chết rồi. Thấy người ta chưa? Bao nhiêu? Lên thẳng con số 200. 2m, 2m, 2m. 2m lần, 2m lần. Trang do cấn cái bụng. Vậy bao số? 30 cái. Bài đạt. Ô, đâu có muốn cá đâu, tự nhiên Lan Chinh nè. Tôi chỉ muốn coi thôi à. Cá là ai nói mà. Một. Dung dĩ ban đầu tới đây tham gia là rất là muốn được chơi chung đội với chị Cát Tường và Sĩ Thanh. Bởi vì lần trước mình đã thua một cách tức tưởi đúng không chị? Mình thua là bởi vì Ba Zô với lại May chơi quá dơ. Một cái ly nước mà uống hai đứa xong mà đứa này uống phun ra, đứa kia uống lại. À, ba đứa là quá dơ. Nên mình thua trong tức tưởi. Thế nên em rất là muốn được ở cạnh chị và Sĩ Thanh. Ok, đợi dở tái hợp đi. Không được. Trước khi mà các bạn tới đây là hai anh em tôi đã có một cái thỏa thuận nho nhỏ. Thỏa thuận gì? Và nếu như mà em không muốn chọn Ba Zô, anh cũng không muốn chọn Ba Zô thì mình có một cách đơn giản nhất để giải quyết là mình quánh tôi xì tại đây đi. Ai thua thì chọn Ba Zô. Hay. Ba Zô đó mình muốn mở tivi nó thấy cảnh gì nó ghét cái tim mình lắm. Thua là chọn Ba Zô. Đúng rồi, 1, 2, 3. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đó là lý do tại sao em chọn Miko và chị Cát Tường. Rồi, vậy là Bảo Ngọc sai lầm rồi. Tại vì á, thật ra là dạo này chương trình bị đổi pháo là thay đổi rồi. Bác Dô ít nói lại rồi.